Bây giờ nếu người ta mới bế quan, ta cũng... cho nên ta gọi là bất giữ chư trần tác đối là mình. Tức là không cho năm cái giác quan chúng ta mà tiếp xúc với năm trần ở bên ngoài nữa. Mà khi không cho tiếp xúc nữa đó, thì bây giờ ý thức còn phân biệt không? Tức là ý thức vẫn tiếp tục phân biệt chứ. Ta nói ý thức vẫn tiếp tục phân biệt, và năm cái giác quan của chúng ta nó vẫn còn tiếp tục phân biệt. Ta nói cái người mà tu theo pháp Hoa là chỗ này. Ta nói khi bế quan nhưng mà năm cái giác quan của chúng ta đây đó, nó trong sạch hơn, nó thông lợi hơn, chứ không phải là cái trường hợp đó đem bế quan rồi không biết nữa, nó thông lợi hơn. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật mới dạy chúng ta là gì? Tức là con mắt chúng ta nó có được 1200 công đức phải không? Nó có 800 công đức, lỗ tai có 1200 công đức. Cho nên cái khả năng nghe của nó tốt hơn, cái khả năng thấy của nó tốt hơn khi nó thanh tịnh. Thì đây là một cái pháp tu mà đặc biệt của Kinh Pháp Hoa thôi. Tại vì nếu mà chúng ta tự bế quan không á, theo kiểu như bên thiền, thì bế quan á, thì nó không có gì hết, nó không tiếp xúc gì hết, thì nó trở thành không biết gì hết. Cho nên trở thành là than nguội của mục. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta bế quan tức là không tiếp xúc với năm trần bên ngoài, để cho năm căn này nó thanh tịnh. Tại nó tiếp xúc là nó tiếp xúc với nhiễm ô, cho nó sanh phiền não. Cho nên ngược trở lại đó, kinh nghiệm tu của tôi đó, là bây giờ tôi chỉ cho năm cái căn này đó, nó tiếp xúc với pháp giới, tiếp xúc với pháp giới, tức là chỉ tiếp xúc với Phật, Bồ Tát và Thánh Hiền Tăng thôi. Cho nên mấy ông Tăng mà tôi biết rồi tôi lại xem thường mấy ông, tôi không biết mấy ông nữa. Cho nên tôi chỉ biết mấy ông Hiền Thánh Tăng thôi, còn mấy ông Phàm Tăng tôi không biết nữa. Nên trên bước đường tu, cho nên bây giờ đó, ta cứ phân tích, ta tìm hiểu về các vị Thánh Tăng, các vị Hiền Tăng, các vị Thần Tăng. Đây là Hòa Thượng Chư Tịnh dạy tôi đó, thực tập cái pháp này. Đừng nhìn mấy ông Phàm Tăng, biết không? Nhìn ông Phàm Tăng thì mình sanh phân biệt rồi mình khen chê. Còn Thánh Tăng, Thần Tăng hay là Hiền Tăng thì cái này không chê vào đâu được hết. Đây là trên cái bước đường tu. Thế nên tôi hồi còn trẻ tôi rất thích đọc cái truyện Thần Tăng. Tôi rất thích các cái vị Tăng mà có nhiều cái thần biến, có nhiều cái thần biến. Cho nên Hòa Thượng Tắc Phước kể tôi nghe câu chuyện, lúc đó tôi còn học Tăng. Hòa Thượng mới nói là La Hầu La đi độ vua Ba Tư Nặc, phải không? Đi độ vua Ba Tư Nặc. Thành ra tôi nghe cái chuyện này tôi rất thích. Thành ra tôi rất thích Thần Tăng. Cho nên tôi cứ đem Thần Tăng để vào tâm, tôi cứ suy nghĩ về Thần Tăng thôi. Thành ra ý thức của tôi tiếp thu các cái vị Thần Tăng này đưa vô. Cho nên các vị Tăng nào mà có thần biến thì tôi đưa vô, còn các vị Tăng nào không có thần biến thì tôi loại ra. Hay là một vị Hòa Thượng nào đó kể cho tôi nghe về Ngài Khương Tăng Hội. Ngài quăng cái nón lá xuống dưới biển, rồi Ngài đứng trên cái nón lá, Ngài đi thẳng về Đông Ngô. Mặc dù Đông Ngô sai người qua rước, nhưng mà Ngài không đi thuyền. Ngài bảo các ông cứ về rồi tôi sẽ tới. Thì trong lúc đó Ngài quăng cái nón lá xuống dưới biển, rồi Ngài đứng trên nón lá đó mà nó bay về. Hay là một trường hợp khác nữa là gì? Đạt Ma Thiền Sư, tức là đi trên một cái cành lao. Nên các chùa quý vị tới thấy ta thờ Ngài Đạt Ma Thiền Sư đi ở trên cành lao mà nó vượt biển,
Đây tất cả những cái hiện tượng này ta gọi là thần tăng. Thần tăng. Nhưng mà hồi còn nhỏ thì nhờ đọc truyện thần tăng nhiều cho nên tất cả những cái này nó đều quân tập vào trong ý thức của tôi. Tôi cứ nghĩ về các vị thần tăng này. Cho nên trong ý thức của tôi có rất nhiều vị thiệt thần tăng trong này. Mà tôi loại trừ tất cả các vị phàm tăng ra. Cho nên phàm tăng, nghiệp tăng, ác tăng loại ra. Mà chỉ còn trong lòng mình thần tăng để mình kính trọng. Đấy là trên bước đường tu. Cho nên từ cái chỗ kính trọng các vị thần tăng này nữa, nâng lên bước nữa nữa, ta mới nghĩ tới các vị thánh tăng. Các vị thánh tăng tức là các vị A-la-hán, các vị mà trọn lành rồi. Cho nên các vị này chúng ta đem vào trong lòng. Tức là những người này là những người mẫu. Trên bước đường tu của chúng ta đó, ta có những người mẫu như vậy đó, để chúng ta dấn thân làm theo. Mà muốn làm theo đó thì chúng ta phải suy nghĩ về những người này. Cho nên trong lòng tôi đó là chỉ suy nghĩ về thần tăng, thánh tăng, hiền tăng. Cho nên cái nẻo về của ý đó là cái nẻo về bằng các vị thần tăng, thánh tăng này nhiều. Chứ còn phàm tăng, nghiệp tăng, ác tăng tôi không nghĩ tới. Và tất cả cái trần lao không nghĩ tới nữa. Cho nên không đem trần lao vào tâm để cho tâm mình không ô nhiễm. Và chỉ đưa thánh thần tăng vào trong lòng mình. Cho nên lần hồi nữa mình lại có các cái vị mà mình kính ngưỡng trong lòng. Cho nên tôi cảm thấy tâm mình thanh tịnh theo. Tâm mình được an lạc theo các vị thần tăng, các vị thánh tăng. Thì lúc bây giờ đó tôi mới nhận ra được một cái điều là tất cả mọi việc ở trên thế gian này về vật chất thì một mãi trần chúng ta cũng không mang đi được. Nhưng mà về tâm thức thì bây giờ hàng ngàn vị tăng, hàng vạn vị tăng mà vẫn chứa ở trong lòng tôi vẫn có đủ chỗ để dung chứa các ngài. Đây là trên bước đường tu nữa, tôi nghiệm tôi thấy. Cho nên đối với tôi lúc bây giờ là chỉ có nhất vạn nhị thiên tỳ kheo đại thánh tăng này. Cho nên nhất vạn nhị thiên tỳ kheo đại thánh tăng ở Hội Linh Sơn. Cho nên trường hợp đối tác của tôi lúc bây giờ là các vị thánh tăng ở Hội Linh Sơn. Rồi đối với bên Ni thì sao? Thì bà Kiều Đàm Di Mẫu và 6.000 tỳ kheo Ni tham dự Hội Pháp Hoa. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành của tôi nữa, lúc bây giờ tôi có cái đối tác này. Ta nên suy nghĩ về các cái vị này nhiều như vậy. Cho nên lúc bây giờ nữa, khi mà nghĩ tới Ngài Xá Lợi Phất đó, thì tôi liền xuất bài kệ: vị tu hành thời đại luận gia, danh văn phổ cập Ma Kiệt Đà, hạnh ngộ thánh tăng như pháp túc, vị lai tác Phật hiệu Hoa Quang. Đây là vị thánh tăng đầu tiên mà tôi sanh ra tâm kính trọng, đó là Ngài Xá Lợi Phất. Nên nếu mà con người như thế, ta nghĩ về họ đó, thì tâm ta an chứ. Tại hồi nãy ta dạy khờ, ta mở cửa năm cái giác quan để ta tiếp xúc với toàn những cái chuyện ác, chuyện xấu trên cuộc đời này không, cho nên tâm chúng ta khổ đau. Bây giờ ta đóng cái cánh cửa này lại, ta mở cánh cửa ra, ta tiếp xúc với hiền thánh thì tâm ta nó an lạc. Đó là trên bước đường tu và kinh nghiệm tôi này. Cho nên cái khoảng thời gian tôi thực tập cái pháp môn này nữa, gần như tất cả những người sống chung ở trong chùa, họ làm bất cứ việc gì tôi ít quan tâm lắm. Tôi chỉ nhận những cái trách nhiệm mà chùa giao. Tôi làm xong cái trách nhiệm này rồi đó, thì tôi để tâm tôi duyên với các vị hiền thánh tăng là chính. Cho nên mọi việc xảy ra trong chùa tôi cũng biết, mọi việc xảy ra cho các thầy tôi cũng ít quan tâm. Đó là kinh nghiệm mà trên bước đường tu. Cho nên tâm tôi hoàn toàn an lạc là nhờ. Đó là một kinh nghiệm mà muốn chia sẻ với quý vị. Tại sao? Tất cả những cái gì mà đưa về với ý thì cái này
Đó là Phật pháp, đó là Phật pháp là chính. Nhưng mà cái con đường này là gì? Tức là từ bên ngoài đưa vào, từ bên ngoài đưa vào, tức là cái thấy nghe hai biết của chúng ta đó, ta chỉ có đổi nó thôi, đổi cái nghe đau khổ của cuộc đời bằng cái nghe thanh tịnh giải thoát của Hiền Thánh Tăng, mà chúng ta thấy tâm chúng ta đã được an lạc một phần. Cái này là nghe từ ngoài vào. Thì như vậy đó, cái này có phải là đạo chưa? Có phải là chân lý không? Cái gì đem từ bên ngoài vô đó thì cái này chưa phải là chân lý. Đem từ bên ngoài vô, hãy có đem vô được á, thì nó có, không phải là của ta, phải không? Nó luôn luôn thay đổi. Cho nên cái thân tứ đại này, mỗi ngày chúng ta ăn uống hít thở không khí để tồn tại, thì cái này nó không tồn tại, nó không thực, nó là vay mượn. Thì bây giờ thay vì vay mượn những cái khổ đau của trần gian để làm cái khổ đau cho chính mình thì này không nên rồi. Nhưng mà vay mượn của Hiền Thánh để làm cái an lạc cho mình ấy, thì cái này cũng là tạm bợ. Kinh Pháp Hoa ta gọi này quá thành. Quá thành tức là tạm thôi. Tại vì tôi vay mượn của trần gian thì tâm tôi đau khổ, tôi vay mượn của Phật pháp thì tâm tôi an lạc. Cho nên tôi phải vay mượn cái này. Nhưng mà tôi biết thêm cái nữa này, nó không thật. Nó không thật tại vì nó do Đức Phật biến hóa ra. Mà biến hóa ra thì nó không thật, nó phải mất chứ. Cho nên Kinh Pháp Hoa ta gọi là diệt hóa thành đi, tức là bỏ hóa thành. Bỏ hóa thành tức là chấm dứt cái vay mượn bên ngoài nữa, phải không? Cái vay mượn bên ngoài. Thì cái nẻo về của ý chúng ta đó, xấu chúng ta cũng không vay mượn, không cho về, mà tốt bây giờ chúng ta cũng không cho về nữa. Đây là cái giai đoạn thứ hai ta tu này. Cái giai đoạn thứ nhất là chúng ta không tiếp thu cái xấu đưa về ý, và chỉ tiếp thu cái tốt thánh hiền đưa về ý, cho nên tâm ý ta được thanh tịnh. Nhưng bây giờ nếu chúng ta loại trừ cả hai hết, tức là Phật pháp coi như là thế gian loại, Phật pháp loại ra luôn, loại ra hết đó, thì quý vị thấy sao? Cái kinh nghiệm tôi ở chỗ này, khi loại cái này ra hết đó, thì lúc bây giờ đó tôi mới thấy còn lại một cái gì khác hơn nữa. Tại từ trước tới giờ chúng ta nghĩ là chỉ có ý thức đó, là ta là quan trọng nhất. Nhưng mà bây giờ đó chúng ta cắt đứt hết năm cái tiền trần bên ngoài rồi, sáu giác quan đóng kín lại rồi, thì bây giờ ta còn cái biết không? Tức là còn, tức là ý thức chúng ta còn, ý thức ta còn, nhưng mà không có việc để phân biệt nữa. Cho nên không có việc để phân biệt nữa, nhưng mà cái ý thức đâu phải không có. Cho nên lúc bây giờ cái ý thức nó có, nhưng mà vì nó không có phân biệt, nó không có phân biệt. Có ý thức nhưng mà ý thức không có phân biệt. Cho nên không có phân biệt, không có phân biệt là vật bên ngoài không đưa vào, không đưa vào. Cho nên lúc bây giờ vật từ bên trong mới hiện ra. Lúc bây giờ chúng ta mới phát hiện được cái nghiệp của ta này. Phát hiện được cái nghiệp Đức Phật dạy gọi là túc nghiệp. Túc nghiệp ở đâu? Từ ở trong A Lại Gia thức tới cái mạt na thức, nó sẽ chuyển qua ý thức. Sở dĩ ý thức mà có được á, là ý thức nhờ nương với mạt na thức, cái thức thứ bảy. Cho nên cái thức thứ bảy nó là một cái trung gian giữa A Lại Gia thức là quá khứ chuyển sang qua ý thức, tức là hiện tại. Từ ở trong quá khứ mà chuyển qua hiện tại thì cái này nó qua trung gian của thức thứ bảy, nó chỉ làm cái công tác chuyển tiếp thôi. Nên cái thức thứ bảy là làm công tác chuyển tiếp. Bây giờ bên ngoài này đóng kín thì bây giờ từ bên trong chuyển ra. Cho nên tất cả các Phật tử nghiệm thấy này rõ.
ban ngày mình tiếp xúc với tất cả mọi việc bên cuộc đời này, cho nên những cái ở ngoài cứ đem vô, vì ở ngoài đem vô cho nên là bên trong nó không ra được nữa. Nhưng mà bây giờ tối mình ngủ rồi mình không còn tiếp xúc nữa, mình không còn thấy còn nghe nữa thì sao? Cho nên lúc bây giờ đã từ ở trong a lại gia thức mình nó tuôn ra, cho nên mình nằm đó mình suy nghĩ chứ. Trong lúc mà mình nằm mình suy nghĩ, mình không thấy gì hết, cho nên bây giờ mình mới suy nghĩ. Suy nghĩ cái này gì? Tức là suy nghĩ những cái chuyện mà đã qua. Cho nên suy nghĩ những cái chuyện đã qua, những cái chuyện đó nó như thế nào đó, thì lúc bây giờ đó ý thức chúng ta nó tiếp thu cái này. Cho nên chúng ta nghe một cái việc gọi là động đất bên Nhật đi, ta nghe cái việc đó, nhưng mà bây giờ ta có thấy đâu, ta có nghe nữa đâu. Nhưng mà lúc bây giờ đó, tất cả đó ta ngồi yên, ta nằm yên, ta suy nghĩ, thì tự nhiên này từ đâu nó lại ra, hiện ra trong ý thức chúng ta. Trong ý thức chúng ta có tất cả những cái dữ kiện này. Cái này đó là nó có một kho vô hình để chứa nó, mà đây ta gọi là A-lại gia thức. Ta nên cái A-lại gia thức tức là cái kho mà chứa tất cả những dữ kiện trong quá khứ nằm vô đây. Cho nên bây giờ chúng ta ngồi yên thì tất cả những cái này hiện ra. Cho nên cái kinh nghiệm tu của tôi thấy cái này rõ. Trước đây chúng ta hay quân tập những cái bên ngoài vào a lại gia thức chúng ta, ta thấy là tưởng là nó không cần thiết. Nhưng mà nhờ quân tập vào nhiều ở trong a lại gia thức chúng ta rồi nữa, thì lúc bây giờ nó không quân tập nữa thì từ ở trong này nó hiện ra. Tất cả những cái quá khứ nó nằm ở trong a lại gia thức chúng ta đó, nó đều hiện ra ý thức. Cho nên ý thức chúng ta bây giờ lại phân biệt ngược trở lại những cái việc mà của a lại gia thức đóng cửa tiền trần bên ngoài, nhưng mà nó lại phân biệt những cái ở trong tâm chúng ta, trong cái sâu kín trong lòng chúng ta. Cho nên tất cả cái này đều hiện ra hết. Cho nên khi mà nó hiện ra hết cho chúng ta đó, cái này là cái nẻo về ngược, tức là từ ở trong tâm mà trở lại ý. Cho nên ý ở trung gian, cho nên ở ngoài đi vô, bây giờ từ ở trong tâm đi ra. Nhưng mà từ ở trong tâm nó đi ra tới ý phân biệt. Cho nên lúc bây giờ đó, ta lại phân biệt, ta chọn lọc nó. Tất cả những cái gì nó ra thì ta cho nó ra luôn, ta bỏ nó về quá khứ. Thành ra tất cả những cái gì quá khứ ta cho nó trôi về quá khứ, cái này ta không cần nữa, ta không suy nghĩ nó nữa. Thì như vậy đó, ta lại có cái bước khác là loại trừ, tức là loại trừ tất cả những cái gì quá khứ ở trong tiềm thức chúng ta đó, chúng ta loại trừ hết. Thành ra khi mà loại trừ được một phần thì tâm chúng ta được thanh tịnh một phần, tâm ta thanh tịnh một phần. Mà loại trừ được hết tất cả đó thì tâm chúng ta đó thanh tịnh hoàn toàn. Thành ra tâm thanh tịnh hoàn toàn thì Ngài Thế Thân Bồ Tát đó, Ngài mới bảo rằng chuyển ca lại gia thức, tức là cái kho tàng mà chứa tất cả những cái phiền não nhiễm ô từ vô thủy kiếp tới bây giờ đó, nó trở thành cái bạch tịnh thức. Tức là loại trừ ra hết rồi, cho nên bây giờ trong tiềm thức chúng ta không còn gì nữa hết. Thành ra trên bước đường tu đó quý vị phải có một giai đoạn này. Thành ra từ cái chỗ này đó, ý thức đó, không còn phân biệt nữa, hay nói một cách khác đó, là không có một cái gì để cho ý thức phân biệt nữa. Đây là trên bước đường tu. Ý thức không phân biệt, hay là ý thức không còn việc để phân biệt, tức là từ ở trong tiềm thức đưa ra không còn cái gì nữa, tại vì ta đã bỏ về quá khứ hết rồi. Hãy cái gì hiện lên ta bỏ, cái gì hiện lên ta bỏ. Cho nên lúc bây giờ đó, tâm thức chúng ta đó, nó hoàn toàn trống không. Cho nên tâm thức chúng ta nó hoàn toàn trống không. Mà khi nó hoàn toàn trống không á, thì Ngài gọi đó là bạch tịnh thức. Thức nhưng mà bạch tịnh, cho nên không có. Nó không có một cái gì để mà nói lên đây. Cho nên từ cái chỗ nó bạch tịnh thức, tức là nó hoàn toàn trống không này đó, cho nên khi nó trống không rồi đó, thì lúc bây giờ đó, nếu quý vị đem Phật Pháp để vào đây, thì bây giờ đó,
cái tàng thức chúng ta nó trở thành cái tàng thức của Phật Pháp. Đây nó nhờ cái quá trình tu này. Thế nên có thể nói tôi á, là hiểu biết được Phật Pháp nhiều đó là nhờ tôi quân tập cái này nhiều. Ta nói bao nhiêu sách Phật mà tôi đọc được á, thì tôi đều đọc hết. Ta nói tôi đọc rồi tôi đưa vô để trong tiềm thức tôi, khi nào cần á, thì đem ra sử dụng. Như vậy đó, là ở trong tâm tôi có một cái kho tàng mà chứa Phật Pháp trong này. Cho nên đem từ ở trong này đi ra sử dụng. Đem ra đâu? Đem ra ý thức. Cho nên đem ra ý thức để ý thức phân biệt, rồi coi cái nào có thể nói được, có thể dùng được, thì cái này để chúng ta đem ra chúng ta dùng. Thì cái này đem ngược trở lại từ ở trong trong A Lại Giả Thức mà đưa ra ý thức phân biệt để trả nó trở về cho năm cái thức trước. Vì vậy đó mà kinh Pháp Hoa gọi lúc bây giờ đó năm cái thức trước này đó đều biến thành ra công đức hết. Ta nói lỗ tai có 1200 nhĩ căn công đức, con mắt đó có 800 công đức, rồi đó lỗ mũi đó có được 800 công đức đó. Thân 800 công đức, ý 1200 công đức tổng hợp lại. Cho nên lúc bây giờ đó chúng ta nhìn đời, ta nhìn bằng cái công đức này, ta nhìn đời ta nhìn bằng công đức này. Cho nên cuộc đời chúng ta nó thay đổi, mọi người nhìn về ta họ thấy cái tốt của ta, mà ta nhìn về mọi người chúng ta cũng thấy cái tốt của mọi người, chứ ta không có thấy cái xấu như trước đây, trước khi ta tu hành. Cho nên trước khi tu hành thì ta nhìn thấy cái xấu của người, người cũng nhìn thấy cái xấu của ta, cho nên lúc bây giờ thường hay tranh cãi nhau và thường hay phỉ báng nhau. Bây giờ ngược trở lại đó, tại vì ta nhìn đời bằng con mắt công đức, suy nghĩ về đời bằng cái ý công đức, cho nên ta thấy cuộc đời nó đẹp, thấy mọi người đều tốt với ta, cho nên mọi người cũng thấy ta là người tốt. Đây là bắt đầu xây dựng một cái tình độ nhân gian. Đó là cái trường hợp, cái nẻo về mà chúng tôi đã phát hiện ra được để tu. Thì lúc bây giờ sao? Ngài Trí Giả, Ngài Thế Thân Bồ Tát mới nói, nếu hãy ta làm tốt cái việc này đó, thì tám cái thức này nó chuyển thành bốn trí. Thành ra cái A Lại Gia Thức chúng ta trở thành cái đại viên cảnh trí. Nó giống như là một cái mặt trời chiếu sáng lên sự vật. Nó chiếu sáng lên sự vật, tất cả sự vật đều in lên đây hết, in lên cái tấm gương này hết. Rồi đó, cái mặt na thức nó biến thành cái bình đẳng tánh trí, tức là tâm không phân biệt nữa, không có tốt xấu đây nữa. Cái ý thức này nó đổi thành ra cái diệu quan sát trí, nó nhìn nó thấy sự vật hoàn toàn. Năm cái thức trước đó, nó trở thành ra sở tác trí, tức là cái phương tiện dụng cụ để quan sát cuộc đời. Thì cũng con người này, nhưng mà trước khi tu đó, thì năm cái thức trước này nó phiền phức lắm, nhưng mà khi tu đắc đạo rồi đó thì năm cái thức này đó biến thành ra năm cái dụng cụ qua 6000 công đức đó để mà chúng ta quan sát cuộc đời. Đó là Đức Phật, đó là trên cái bước đường tu hành. Thì khi mà tôi nói tới đây đó, thì tôi nhớ tới một cái anh mà thi sĩ, anh Trần Đới. Trước đây anh tới anh thưa với tôi vào khoảng cái này là vào khoảng độ 20 năm về trước. Anh này đó, cái lúc đó anh tu thiền, nhưng mà người ta nghĩ là anh lạc thiền, cho nên đó, anh gặp ai anh cũng chửi hết. Thành ra gặp thầy nào cũng chửi hết. Thành ra khi anh tới Báo Giác Ngộ, anh gặp tôi đó, thì lại ngược trở lại đó, anh nhìn anh thấy tôi thì anh mới quỳ xuống anh lại tôi. Anh quỳ xuống anh lại tôi. Thì bây giờ đó, anh mới đọc một cái bài thơ cho tôi nghe.
anh đọc cho tôi nghe một bài thơ. Thành ra tôi nghe bài thơ của ảnh rồi đó, tôi đem phân tích bài thơ của ảnh. Thì đem phân tích ảnh á, thì anh này đó, lại trở thành ra cái người mà bạn rất tốt đối với tôi. Cho nên á, cái khi mà mình hiểu lòng người khác á, thì người khác có thể dễ tốt với mình đó. Nhưng mà bây giờ mình không hiểu lòng họ nữa thì họ cũng khó tốt với mình. Nhưng mà mình hiểu ngược trở lại với lòng họ nữa, thì chắc chắn họ phiền não với mình dữ lắm. Cái này là kinh nghiệm tu mà muốn chia sẻ với quý vị là chỗ đó. Tại đa số chúng ta nó không chịu hiểu người, không chịu hiểu lòng người khác. Cái anh này anh tu, anh nghĩ là anh đắc đạo rồi, anh làm được bài thơ hay quá. Nhưng mà ai cũng nói anh điên hết thì quý vị tức không? Thành ảnh tức cho anh điên thiệt chứ. Nhưng mà bây giờ đó, anh nghĩ anh đắc đạo, anh làm bài thơ này hay quá, cho nên tôi khen anh bài thơ hay quá đi. Được rồi, thầy hiểu tôi. Thầy hiểu được tôi, cho nên tôi trở thành bạn tốt của thầy thôi. Cho nên đây là kinh nghiệm tu, muốn nói với quý vị chỗ đó. Thầy nên cố hiểu. Cái bài này nói như thế này, tôi đọc qua một lần nữa. Rằm tháng 2, ngày khai quyền hội, thầy trò về gặp lối không môn. Mười phương bát ngát tâm hương, cúng dường tam bảo, cúng dường chúng sanh. Ngày đầy nắng mới tanh tùng dọc, đêm trăng tròn sáng rực đất đai. Núi cao biển rộng sông dài, cá dần chim liệng trong ngoài chân linh. Hồi triêu mộ chuông nghinh hồn lạc, biến kinh cầu lắng phách từng cơn. Lời thầy lặng lẽ trong con, trời soi đất tỏ, vô thường là như. Thầy là sư con như là đệ, giữa quyền không như thể một nhà. Đạo vàng tự tánh chiếu ra, này trời, này đất, này ta, này người. Tánh sáng suốt, ba đời chẳng động, tướng mười phương là bóng quyển hình. Nghiệp người dướng sắc mắt danh, tỉnh ra danh sắc tự hành hạ nhau. Đêm quyền ảo một màu, trăng tận ngày không ai giữa cảnh đất trời. Tình còn một mảnh gương soi, gương thiên vô ảnh rạng ngời quyền không hết. Và tôi xin nhường lại cho đại đức Nhật Từ tiếp tục chuyển sang.